đây có gốc nở ngành xanh ngọt, nước có nguồn bể cả sông sâu. Người ta sinh trưởng bởi đâu, gốc là tiên tổ ơn sâu rõ. Sinh ra con cháu các hàng, quê hòe thịnh vượng thọ trường. Kính thưa các quý vị đại biểu, kính thưa các cụ, các ông, các bà, cô bác, anh chị em, con cháu dòng họ Cao nội thành Hải Phòng. Thực hiện phiên họp ngày 8 tháng 4 năm 2023 của Thường trực Ban Liên lạc họ Cao Liên Chi Hải Phòng, được sự nhất trí của Ban Liên lạc họ Cao thành phố Hải Phòng, hôm nay Ban Liên lạc Liên Chi họ Cao nội thành Hải Phòng tổ chức long trọng lần thứ nhất nhiệm kỳ 2023-2028. Về dự các hội nghị chúng ta hôm nay, tôi xin trân trọng giới thiệu ông Cao Tiến Thụ, nguyên tổng giám đốc cảng Hải Phòng, nguyên trưởng ban liên lạc họ Cao Hải Phòng, hiện là phó ban liên lạc họ Cao Việt Nam và cố vấn họ Cao tại thành phố Hải Phòng. Xin trân trọng giới thiệu ông Cao Văn Sáu, hiện nay là trưởng ban liên lạc họ Cao tại thành phố Hải Phòng. Về dự hội nghị chúng ta hôm nay còn có các ông bà ủy viên ban thường trực họ Cao thành phố Hải Phòng, các ông bà đại diện cho các chi ngoại thành gồm chi Vĩnh Bảo, chi Kiến Thụy đến giờ phút này đã có mặt đông đủ đề nghị hội nghị ta nhiệt liệt chúc mừng. Riêng về họ Cao nội thành Hải Phòng, xin trân trọng giới thiệu có các ông bà đại diện cho ủy viên thường trực họ Cao nội thành Hải Phòng và các ông bà, các cô bác, anh chị em, các cháu, dâu rể họ Cao nội thành Hải Phòng đã đến giờ phút này về họp mặt đông đủ để nghị hội nghị ta nhiệt liệt chúc mừng. Tiếp theo chương trình, thay mặt ban tổ chức, tôi xin kính chúc các quý vị đại biểu cùng toàn thể các thành viên họ Cao nội thành Hải Phòng luôn luôn có một sức khỏe dồi dào, gia đình hạnh phúc, an khang thịnh vượng. Chúc hội nghị chúng ta thành công tốt đẹp. Thay mặt ban tổ chức, tôi xin thông qua nội dung chương trình làm việc. Một là tuyên bố lý do giới thiệu đại biểu. Hai là khai mạc hội nghị. Ba là ban liên lạc họ Cao nội thành Hải Phòng ra mắt. Bốn, các đại biểu tặng hoa và quà. Năm là thông qua quy chế hoạt động của hội. 6 là hội nghị tham luận. 7 là đại diện ban liên lạc họ Cao thành phố Hải Phòng phát biểu. 8 báo cáo tài chính công của hội. 9 là liên chi, trưởng liên chi họ Cao tiếp thu và kết luận hội nghị. 10 là chụp ảnh lưu niệm. 11 là liên hoan thân mật. Tiếp theo chương trình, tôi xin trân trọng kính mời ông Cao Xuân Bình, trưởng chi họ Cao nội thành Hải Phòng lên có lời khai mạc. Xin trân trọng kính mời ông. Kính thưa các cụ, ông, các bà, anh chị em, cô dì, chú bác, nội ngoại họ Cao, thành phố Hải Phòng và nội thành Hải Phòng. Tri ân công đức của tổ tiên,
và giữ mối quan hệ tốt đẹp giữa những người cùng dòng họ là truyền thống tốt đẹp lâu đời của tổ tiên ta từ ngàn xưa. Vì thế cả nước ta có ngày giỗ tổ Hùng Vương và mỗi họ đều có ngày giỗ tổ Hòa Bình. Họ Cao Việt Nam tự hào là dòng dõi của khởi tổ Cao Đỗ Vương, anh hùng dân tộc có công dựng nước từ thời An Dương Vương thủ phán. Lịch sử và những di tích còn lại cho đến ngày nay về công lao giúp đỡ An Dương Vương thủ phán và dân tộc Việt Nam xây thành Cổ Loa, chế tạo Bảo Thành Liêm Châu lúc đầu Nguyễn Phép, đã chứng tỏ Cao Đỗ Vương là một nhân thần chứ không phải là một nhân vật huyền thoại. Đặc biệt khởi tiên tổ Cao Đỗ Vương hiện nay còn có phần mộ tại xã Cao Đức, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh và ở nhiều địa phương khác. Trước khi vào cuộc họp ngày hôm nay, ban tổ chức đã giới thiệu là bộ phim Hào Khí Linh Thiêng về khởi tổ Cao Đỗ do Ban Liên lạc Họ Cao dựng nhân dịp kỷ niệm 15 năm ngày thành lập Ban Liên lạc Họ Cao mà các vị đã được xem vừa qua, thay cho lời giới thiệu về lịch sử khởi tổ của chúng ta. Hàng năm, Họ Cao Việt Nam tổ chức lễ giỗ tổ Cao Đỗ Vương vào ngày 10 tháng 3 âm lịch. Với tinh thần uống nước nhớ nguồn, tri ân nghĩa tổ, cả nước Việt Nam đã thành lập Hội đồng Gia tộc Họ Cao Việt Nam do Thiếu tướng Cao Tiến Phiếm làm trưởng ban. Tại Hải Phòng, năm 2001, cụ Cao Hữu Nghị, nghệ nhân ngành may, đã vận động người Họ Cao Hải Phòng thành lập Ban Liên lạc Họ Cao thành phố. Cụ Cao Hữu Nghị đã được suy tôn làm trưởng ban liên lạc và tổ chức được nhiều hoạt động gắn kết tình đồng tộc giữa các chi Họ Cao tại thành phố Hải Phòng. Năm 2012, cụ Cao Tiến Thủ kế nhiệm cụ Cao Hữu Nghị, nhiều cuộc họp và nhiều các hoạt động của Ban Liên lạc Họ Cao đã được cụ Cao Tiến Thủ và các vị trong Ban Liên lạc Họ Cao Hải Phòng tổ chức. Năm 2000, ngày 18 tháng 12, ngày 18 tháng 2 năm 2023, cụ Cao Hữu Nghị do tuổi cao đã xin nghỉ chức trưởng ban và chuyển sang làm cố vấn. Ban Liên lạc thành phố đã bầu cụ Cao Văn Sáu làm trưởng ban liên lạc đương nhiệm hiện nay. Cụ Cao Hữu Nghị và cụ Cao Tiến Thủ tiếp tục làm cố vấn của Ban Liên lạc. Xin báo một tin mừng với tất cả các đồng chí, các vị trong Họ Cao thành phố Hải Phòng. Cụ Cao Hữu Nghị, nghệ nhân ngành may Việt Nam, năm nay 101 tuổi, ở độ tuổi trên 100 tuổi nhưng cụ vẫn rất minh mẫn. Xin đề nghị mọi người nhiệt liệt vỗ tay để mừng họ. Từ năm 2017, Ban Liên lạc Họ Cao thành phố Hải Phòng đã có quyết định thành lập Liên chi Họ Cao nội thành và chỉ định tôi là Nữ y Cao Xuân Bình cùng một số vị khác đứng ra để tổ chức họp mặt Ban Liên lạc Liên chi của Họ Cao nội thành Hải Phòng. Xong cũng vì một số lý do khách quan và cũng do có nhiều công tác chuẩn bị chưa được chú đáo, cho nên đến hôm nay chúng ta mới có được một cuộc họp mặt chính thức của toàn thể hội liên. Theo liên lạc ban đầu mà chúng tôi tổ chức liên lạc thông qua con đường mạng xã hội hiện đại, tức là Zalo, và chúng tôi có thành lập một cái ban tuyên truyền vận động để ban tuyên truyền lại giới thiệu thêm nhiều người khác. Thế thì báo cáo với các vị là theo như danh sách mà tôi nắm được ở trên Zalo của nhóm, tôi để ở trên nhóm là Liên chi Họ Cao nội thành, theo đăng ký tại trên nhóm ấy thì đến 18 giờ ngày hôm qua, nhóm ấy đã có tới 81 hội viên. Và các vị đã đăng ký rồi, ai cũng nhận lời rằng là tôi sẽ đi họp. Thế nhưng rồi đến sáng hôm nay thì lại cũng có một vài vị này bảo tôi lại bận thế nọ thế kia. Và thưa với tất cả các cụ và các anh chị em trong Liên chi Họ Cao nội thành, cho đến bây giờ thì số có mặt thực tế của chúng ta tại cuộc họp ngày hôm nay là chưa đạt yêu cầu so với đăng ký.
Thì dù sao đây cũng là cuộc họp mặt ban đầu, cho nên là chắc là còn nhiều bỡ ngỡ. Với vai trò là trưởng ban vận động và đồng thời là trưởng liên chi Hòa Cao Nội Thành đã được các đồng chí thành phố chỉ định, thì trước mắt xin chân thành kính chúc sức khỏe các vị đại biểu các chi Hòa Cao ngoại thành và tất cả các vị liên chi Hòa Cao Nội Thành đã về dự họp mặt hôm nay mạnh khỏe, và mong rằng cuộc họp lần sau chúng ta sẽ có đông đủ hơn. Xin chân thành cảm ơn. Kính chúc. Chân thành cảm ơn ông Cao Xuân Bình. Tiếp theo chương trình, xin trân trọng kính mời ông Cao Huy Cận công bố danh sách thường trực ban liên lạc Hòa Cao Nội Thành Hải Phòng và thường trực ra mắt. Xin trân trọng kính mời ông. Các bác, các anh, các chị cùng toàn thể anh em họ Cao Nội Thành thành phố Hải Phòng, thay mặt ban tổ chức tôi xin công bố danh sách ban thường trực liên chi họ Cao Nội Thành Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam độc lập tự do hạnh phúc, liên chi họ Cao các quận nội thành Hải Phòng số 01/2023 thường trực ban liên lạc họ Cao Hải Phòng ngày 16/4/2003, danh sách ban thường trực liên chi họ Cao Nội Thành ngày 8/4/2023, hội nghị chủ bị thành lập liên chi họ Cao Nội Thành đã họp có sự chỉ đạo của ban liên lạc họ Cao Hải Phòng. Hội nghị đã bàn bạc ban thường trực bầu liên chi họ Cao Nội Thành, và ban thường trực đã phân công trách nhiệm cụ thể như sau: 1. Lương y Cao Xuân Bình, trưởng liên chi phụ trách chung; 2. Ông Cao Đình Huy, thiếu tá quân đội nghỉ hưu, phó ban liên chi phụ trách ghi lễ làm thủ quỹ; 3. Ông Cao Đăng Huy Cận, trung tá quân đội nghỉ hưu, phó liên chi phụ trách về tổ chức; 4. Ông Cao Đức Hải, giám đốc công ty xây dựng Loan Khải, phó liên chi phụ trách tài chính; 5. Bà Cao Bích Thủy, hiệu trưởng trường cao đẳng nghề Bắc Nam, phó liên chi phụ trách kiểm tra; 6. Ông Cao Văn Tuấn, giám đốc công ty cá sấu Việt Nam, phó liên chi phụ trách tuyên truyền văn hóa lịch sử họ Cao; 7. Ông Cao Văn Tiệp, phó liên chi phụ trách du lịch lễ hội; 8. Ông Cao Văn Tỉnh, tổng giám đốc công ty cổ phần đầu tư và phát triển cảng Đình Vũ, ủy viên thường trực phụ trách xây dựng phát triển hội viên; 9. Ông Cao Nông Khánh, trưởng phòng VKC, ủy viên thường trực; 10. Ông Cao Xuân Viễn, đại tá quân đội nghỉ hưu, ủy viên thường trực; 11. Ông Cao Văn Từ, sĩ quan công an nghỉ hưu, ủy viên thường trực. Căn cứ vào số lượng hội viên, địa bàn cư trú và nguyện vọng của hội viên, liên chi sẽ tổ chức hội viên thành nhiều chi hội cho tiện sinh hoạt. Các vị phó liên chi và ủy viên thường trực sẽ kiêm trưởng các chi. Danh sách này được báo cáo công khai tại hội nghị ngày 16/4/2023 để mọi người biết khi giao lưu. Ý thay mặt thường trực liên chi, đồng chí Lương Nghi Cao Xuân Bình thì hết xin nhờ hội nghị thay. Sau đây xin mời các anh các chị vừa được đứng tên lên trên sân khấu để chúng ta ra mắt. Trước xin mời. Xin nhờ chúng ta kính mời các anh. Cây có gốc nở nghênh xanh ngọt, nước có nguồn bể cả sông sâu. Người ta sinh trưởng bởi
đâu. Tiếp theo chương trình đại biểu tặng quà hoa và quà thì báo cáo một hội nghị thì tôi chỉ lấy hai đại biểu tượng trưng để tặng thôi, còn rất là nhiều ông bà tặng coi là 500.000 nên tôi lấy cao nhất, và số cao nhất là số cao hơn nhìn để tặng để cho hội nghị ta nắm được. Hoa hoa. Tiếp theo chương trình tôi xin trân trọng kính mời ông Cao Đức Hải, Phó Liên Chi của Ban Liên lạc Hội Nội Thành và lên coi là tặng hoa và quà. Xin trân trọng kính mời ông Cao Xuân Bình, trưởng Ban Liên lạc lên nhận hoa và quà. Riêng hôm nay ông Cao Đức Hải hỗ trợ 10 triệu để nghị hội chúng ta liền chúc mừng. Tiếp theo chương trình tôi xin trân trọng kính mời ông Cao Văn Phúc lên tặng hoa và quà. Xin trọng kính mời ông Cao Xuân Bình lên nhận hoa và quà. Vâng, tiếp theo chương trình xin trân trọng giới thiệu bà Cao Bích Thủy, Phó Ban Liên lạc Họ Cao Hải Phòng ở Nội Thành Hải Phòng lên thông qua dự thảo quy chế hoạt động. Xin trân trọng kính mời bà. Trước tiên là xin kính chào các ông các bà và các bác cùng toàn thể các anh chị em Họ Cao Nội Thành. Chúc sức khỏe, mạnh khỏe, bình an và mọi sự. Trước tiên là em xin đọc cái dự thảo quy ước tổ chức hoạt động của Liên Chi Hội Nội Thành Hải Phòng. Đây là dự thảo đấy ạ. Thứ nhất là tổ chức và hội viên Liên Chi Họ Cao Nội Thành Hải Phòng là tổ chức trực thuộc Ban Liên lạc Họ Cao thành phố Hải Phòng để kết nối những người Họ Cao tại các quận, huyện, nội thành Hải Phòng. Ban thường trực Liên Chi gồm trưởng phó Liên Chi và ủy viên thường trực là cơ quan điều hành mọi hoạt động Liên Chi trong nhiệm kỳ hoạt động. Liên Chi thành lập các chi trực thuộc để phân cấp quản lý hội viên. Hội viên là người Họ Cao, dâu rể và các cháu nội ngoại Họ Cao đang sống tại các quận nội thành Hải Phòng tự nguyện tham gia sinh hoạt hội. Hai, hoạt động chủ yếu của Ban Liên lạc họp mặt hội viên mỗi năm một lần vào quý 1 hàng năm để giao lưu mừng thọ và triển khai công tác mới. Tạo liên lạc cùng Họ Cao để mở rộng tình đồng tộc, thăm hỏi hội viên khi có chuyện vui hoặc buồn. Tham gia các hoạt động do Ban Liên lạc Họ Cao thành phố tổ chức. Tổ chức hoạt động đột xuất khác khi có đề nghị của đa số hội viên. Tiếp theo là phần lộc quý và liên chi. Phần tài trợ của nhà hảo tâm và các khoản chi nếu có. Thường trực liên chi phải phân công cán bộ theo dõi, ghi chép đầy đủ và công khai, minh bạch mỗi năm một lần tình hình thu chi quý. Chi quý căn cứ tổng mức thu quý để ấn định mức chi cụ thể. Lễ dâng hương tại các nhà thờ tổ khi liên chi cử đại biểu đi dự. Mừng thọ hội viên tròn 70, 75, 80, 85 và 90 tuổi trở lên. Chi phụ viếng hội viên, vợ hoặc chồng tứ thân phụ mẫu hội viên. Các chi phí duy trì hoạt động của liên chi. Chi tổ chức họp mặt hàng năm hoặc tổ chức du lịch theo đề nghị của hội viên
người tham gia đóng góp theo dự trù sau khi đã trừ kinh phí được tài trợ. Quy định chung, quy ước đã được thông qua tại cuộc họp ngày 16 tháng 4 2023, có hiệu lực đến khi được sửa đổi bổ sung bằng văn bản thay thế. Thay mặt thường trực Liên Chi, trưởng Liên Chi lương y Cao Xuân Bình đã ký. Xin hết ạ. Kính thưa toàn thể hội nghị, vừa qua hội nghị chúng ta đã nghe báo cáo Quốc hội thông qua cái dự thảo quy chế hoạt động của họp Cao Nội Thành Hải Phòng. Để tiếp theo đề nghị các ông bà ta sẽ tham gia phát biểu trong cái dự thảo quy chế vừa qua bà Bích Thủy đã vừa nêu lên. Đề nghị hội nghị ta tham gia phát biểu. Tiếp theo chương trình, tôi xin trân trọng và kính mời ông Cao Kiến Thụ, Phó Ban Liên lạc Họ Cao Việt Nam và là cố vấn của Họ Cao Hải Phòng lên phát biểu. Kính thưa anh Cao Văn Sáu, trưởng ban liên lạc Họ Cao thành phố Hải Phòng. Thưa anh Cao Xuân Bình, trưởng ban liên lạc Liên Chi Nội Thành Hải Phòng. Với danh nghĩa là cá nhân, thực ra ấy, tôi rất mừng bởi vì hôm nay được chứng kiến một cái sự kiện rất là quan trọng, đó là buổi tổ chức họp mặt lần thứ nhất để chúng ta thành lập được cái ban liên lạc Họ Cao Liên Chi thành phố Hải Phòng. Đấy, một lần nữa tôi xin chúc mừng và chúc cho cái buổi họp mặt của chúng ta thành công tốt đẹp và chúc cho tất cả các đại biểu của chúng ta mạnh khỏe để xây dựng cái Họ Cao của Việt Nam của chúng ta thành công và ngày càng phát triển. Với danh nghĩa cá nhân thì tôi xin có mấy cái tâm sự thế này. Cái ban liên lạc Họ Cao Hải Phòng ấy thì thành lập năm nay cũng đã gần 25 năm rồi. Để trên 25 năm ấy thì nó có những cái phước điểm nhất định, và cái quý nhất là chúng ta đã tập hợp được con cháu Họ Cao, con cháu nội ngoại Họ Cao của chúng ta, và cho đến hôm nay đây phải nói là một cái chi thứ 11, bởi vì cái ban liên lạc chúng ta đã có 10 chi rồi. Đấy, theo cái danh sách mà anh Sáu thống kê được ấy là đã có 10 chi, thì hôm nay là coi như là một cái liên chi thứ 11 của cả họ Hà chúng ta. Điều đó mình thấy là nó rất là phát triển và rất là vững mạnh. Và điều thứ hai mà tôi cũng hôm qua hôm kia tôi có điện cho anh Cao Tiến Phiến là trưởng ban liên lạc Họ Cao Việt Nam là Hải Phòng đã thành lập thêm một cái liên chi của Nội Thành Hải Phòng, và anh Phiến cũng đã gửi lời chúc mừng và cũng thông báo với lại bà con chúng ta hôm nay ấy là hôm nay ở Hà Nội cũng thành lập một cái ban liên lạc Họ Cao của thành phố Hà Nội. Không biết là nội thành hay ngoại thành, nhưng một khi là cả cái thành phố Hà Nội, thì đấy là một cái sự trùng hợp rất là mừng. Điều đó đã chứng tỏ rằng là tất cả các cái tỉnh của Việt Nam chúng ta, và đặc biệt là những cái thành phố lớn như Hà Nội, rồi ở Bắc Ninh, rồi Hải Phòng, Đà Nẵng, Sài Gòn, hiện nay đều có cả cái ban liên lạc Họ Cao và Họ Cao chúng ta phát triển cả. Thế đấy là một cái điều mà tôi thấy rất là tâm sự. Cái thứ hai, đối với cái Hải Phòng của chúng ta cho đến bây giờ sau gần 25 năm thì tất cả các cái chi hầu như là chi nào cũng đã xây dựng cho mình một cái tổ chi của mình nó rất là lớn mạnh, có nhà thờ khang trang, rồi có những cái lăng mộ rất là hoành tráng, con cháu rất là đông đúc. Đấy, thì ban liên lạc thì gần đây đã có những cái hoạt động rất là mạnh mẽ để phát triển và kết nối được cái sự hợp tác đó. Và tôi hy vọng rằng với cái lực lượng mạnh, với cái địa bàn rất là rộng, đấy, sau này cái liên chi của cái Họ Cao Hội Thành trở thành một cái gọi là một cái chi đầu tàu và cái chi gọi là gương mẫu và cái chi phát triển mạnh nhất của cái ban liên lạc Họ Cao của thành phố Hải Phòng chúng ta. Thế thì với lời tâm sự ngắn gọn như thế, một lần nữa xin chúc cho cái hội nghị chúng ta thành công tốt đẹp, chúc sức khỏe của tất cả
đều có bà con chúng ta có mặt hôm nay, xin được cảm ơn. Tiếp theo chương trình, tôi xin trân trọng kính mời ông Cao Văn Sáu, trưởng ban liên lạc của Cao thành phố Hải Phòng lên phát biểu. Xin được cảm ơn. Kính thưa cụ Cao Tiết Thụ, kính thưa các cụ các ông bà, toàn thể bà con họ Cao cùng dâu rể có mặt trong cái buổi họp mặt ra mắt họ Cao nội thành hôm nay. Và lời đầu tiên cho các tôi chúc các vị một cái kỳ mới sau mấy năm Covid, buổi họp mặt rất vui vẻ đông đúc và việc thành lập họ Cao, chi họ Cao, liên chi họ Cao nội thành thành công tốt đẹp và bà con luôn luôn mạnh khỏe, xây dựng cho cái ban liên lạc họ Cao ở nội thành nói riêng và toàn thể nội ngoại thành Hải Phòng nói chung một sức khỏe dồi dào và ngày càng tốt đẹp. Thưa các cụ, công các bà, các bác, các anh chị em họ Cao và dâu rể họ Cao, cái buổi họp hôm nay thật là đầy ý nghĩa, nhưng phải nói là cái sự trăn trở của ban liên lạc họ Cao, của các liên chi, của liên chi Hà Nội thành cũng rất nhiều trăn trở. Và thưa với bà con là cái ý tưởng này ấy, đã có hình thành cách đây là hơn 3 năm. Tuy nhiên ban liên lạc họ Cao thành phố Hải Phòng cũng đã đưa ra nhiều kế hoạch, trong đó tạm thời là cử bác Lao Xuân Bình làm trưởng ban liên lạc và cũng được ban liên lạc họ Cao Hải Phòng nhất trí cao và đánh giá một cái sự cố gắng mới, đặc biệt là sau cái Covid trong năm vừa qua thì cái các anh các chị ở trong ban liên lạc rất là cố gắng và cho đến một thời điểm thích hợp, đó là ngày hôm nay đã chọn được một cái ngày lành tháng tốt và có điều kiện rất thuận lợi, đặc biệt là các nhà hảo tâm của bà con họ Cao như là chúng ta đã biết để xây dựng một cái mô hình mới, đó là liên chi họ Cao nội thành. Cũng thưa với bà con là nếu như ở ngoại thành thì có thể dễ dàng hơn, bởi vì mỗi một cái địa phương ở ngoại thành có một cái chi họ Cao thì cái tổ chức họ Cao ở đó người ta đã hình thành tốt rồi, cho nên ban liên lạc họ Cao Hải Phòng chỉ nắm một trong các ban liên chi của cái chi họ Cao đó là có thể là kết nối được rất dễ dàng. Nhưng đối với nội thành thì rất là phân tán, không có một chi nào rõ ràng và đồng thời cũng không có một cái cơ sở nào của cái chi họ nào ở trong nội thành cả. Do đó mà việc kết nối này tương đối khó và hôm nay chúng ta đã làm được thì đây là một cái cố gắng rất lớn cho bà con liên chi họ Cao nội thành Hải Phòng. Và một lần nữa tôi xin phép được chúc mừng ban lãnh đạo liên chi họ Cao nội thành Hải Phòng đã thành lập và với một cái tổ chức kết cấu khá chặt chẽ, đầy đủ và làm nòng cốt cho ban liên lạc họ Cao và thành phố Hải Phòng. Một lần nữa chúc các anh các chị và các mọi người trong cái liên chi của họ Cao nội thành mạnh khỏe và kết nối nhiều hơn nữa để xây dựng một cái nền móng tốt đẹp làm nòng cốt cho ban liên lạc họ Cao thành phố Hải Phòng. Xin cảm ơn. Thưa các bà, phụ công, ông bà, các bác, cách đây hơn 2 tháng thì ban liên lạc họ Cao Hải Phòng có họp và cử tôi thay bác Thụ, vì bác Thụ cố tình xin nghỉ bởi vì bác cũng đã tuổi cao và bác cũng có một vài cái ảnh hưởng đến sức khỏe. Thế và mọi người cũng đã cử tôi lên thay bác Thụ và với cái tinh thần đó cố gắng để hoàn thành nhiệm vụ. Thực ra có nhiều anh chị em có tuổi trẻ và có nhiều năng lực hơn tôi, nhưng mà bởi vì mọi người nhất trí tạm cử tôi làm trưởng ban liên lạc cho nên là cũng đem sự cái cố gắng của mình để cùng với bà con họ Cao nội ngoại thành và toàn thành phố Hải Phòng để xây dựng một cái hệ thống của ban liên lạc họ Cao Hải Phòng vững mạnh và hòa nhập với họ Cao Việt Nam để xây dựng một cái mối đoàn kết cũng như là cái tình cảm tốt đẹp gắn kết toàn bộ bà con họ Cao ở thành phố Hải Phòng
để xây dựng một cái hệ thống làm sao để cho họ ngoại cao của chúng ta lớn mạnh và đồng thời là con cháu thành đạt, tiến tới là cũng ghi nhận cái sự cố gắng suốt nhiều năm nay, đặc biệt là chúng ta đã xem cái bộ phim xây dựng 15 năm mà thành lập cái ngoại cao Hải Phòng. Cũng phải nói là tôn của bác Cao Hữu Nghị là đầu tiên, sau đó bác Cao Hữu Duyệt, bác Cao Tiến Thu, bác Cao Hải Lượng là những cái bác tiền bối và các bác ấy đã cao tuổi rồi. Đặc biệt là Cao Hữu Nghị năm nay đã sang tuổi 101. Sau cái buổi ra mắt cái cầu ban liên lạc mới thì tôi cũng đại diện cho ban liên lạc ở Cao Hải Phòng cùng với một số anh em thường trực ban liên lạc đã đến thăm và chúc thọ cụ Cao Hữu Nghị với một tình cảm chân thành, và cụ còn rất minh vẫn và rất cảm động là cũng mấy năm vừa qua mới liên hệ và mới đến thăm và chúc thọ được cho cụ. Và với tinh thần như thế, đồng chí ông Cao Xuân Bình trong các buổi phát biểu trước đây cách đây ít phút cũng đã đưa vào cái nội dung này và cũng đã đề nghị mọi người nhiệt liệt hoan nghênh, bởi vì cụ là người tiền thân thành lập ra họ Cao, ban liên lạc họ Cao Hải Phòng, và cũng có rất nhiều công sức. Thì trong cái quá trình đó thì tôi cũng như là bác Duyệt, bác Cao Hải Lượng cũng đã lặn lội vào đến tận Nghệ An vào những cái buổi đầu để dâng hương cho cụ Cao Lỗ tại cái khu vực xã Diên Công, Diên Châu, quê hương nhà bác Cung. Với tinh thần như vậy thì tóm tắt nôm na lại thì hy vọng là ban liên lạc Cao Hải Phòng rất trông mong và hy vọng vào cái việc thành lập ban liên lạc họ Cao các chi liên chi nội thành, và mong rằng với cái tình cảm mà các bác đã được gắn kết và với cái sự nhất trí cao của cái bộ máy trẻ và năng động của ban liên lạc họ Cao các chi nội thành hôm nay đã ra mắt, thì một lần nữa cho phép tôi được thay mặt ban liên lạc họ Cao thành phố Hải Phòng chúc mừng cái buổi ra mắt thành công tốt đẹp của ban liên lạc họ Cao liên chi nội thành, và mong rằng cái sự kết nối này và cái sự lớn mạnh và cái truyền thống tốt đẹp của cái ban liên lạc họ Cao thành phố Hải Phòng nói chung, và hôm nay là ra mắt của ban liên lạc họ Cao các liên chi nội thành nói riêng, ngày một lớn mạnh, một đoàn kết bà con, toàn thể bà con họ Cao cùng con cháu dâu rể họ Cao ngày càng tốt đẹp hơn, và bà con ngày càng phấn khởi hướng về cội nguồn. Như chúng ta đã nghe có câu nước có nguồn là cây có cội với nảy ngọt cành xanh ngọt, nước có nguồn bể rộng sông sâu. Đấy là câu nói của tiền nhân, và chúng ta cũng rất cảm động là đã được xem bộ phim về Cao Lỗ. Để sắp tới ban liên lạc họ Cao Hải Phòng sẽ tổ chức cái buổi đi dâng hương tại Gia Bình, thì nhân tiện hôm nay cũng thông báo cho bà con biết là sẽ có cái thông tin gửi cho toàn thể bà con họ Cao, và có một số nhà tài trợ đã sẽ đăng ký tài trợ cho bà con xe đưa đón bà con đi Gia Bình để dâng hương cho thánh tổ Cao Lỗ. Đấy là cái thông tin mà hôm nay thông tin tới bà con họ Cao của các liên chi nội thành. Việc thứ hai nữa là hiện nay thì chúng ta đã kết nối được không phải là 11 mà với những 12 chi họ Cao cả nội ngoại thành. Và mới nhất là có liên chi của xã Giang Viên, huyện Vĩnh Bảo, Công Hiền, huyện Vĩnh Bảo là cái chi họ Cao chúng ta kết nối mới nhất. Thì hôm nay cũng cho phép được kính mời các đại biểu của xa xôi nhất là xã Công Hiền, huyện Vĩnh Bảo, mời các bác, các anh, các chị đứng lên để cho hội nghị và nhiệt liệt chào mừng. Mời các bác. Với tình cảm tốt đẹp và đường xá xa xôi, các bác từ Vĩnh Bảo đến đây để dự cái buổi ra mắt của liên chi họ Cao nội thành.
Thì đây là một cái sự cố gắng rất lớn và một cái tình cảm rất tốt đẹp để dành cho bà con nhân dân họ Cao Hải Phòng, đó là bà con họ Cao xã Công Hiền, huyện Vĩnh Bảo, là cái chi mới nhất đã tham gia với chúng ta trong buổi hôm nay. Một lần nữa với cái ý nghĩa như vậy thì tôi cũng xin chúc mừng cho ban liên lạc họ Cao chi liên chi nội thành, và đồng thời cũng xin thông báo là hiện giờ là một số chi ngoại thành đã xây được nhà thờ khang trang to đẹp. Ví dụ như là chi Lâm Động Thủy Nguyên, nơi mà có thành Hoàng Làng cũng có nhiều họ Cao, và đặc biệt nữa cũng gần đây thôi, tức là ở bên huyện An Dương, tức là chi Đồng Thái cũng đã mới xây được một nhà thờ mới rất khang trang đẹp đẽ, và bên cạnh đấy lại có đình làng của cái địa phương đấy cũng thờ tướng quân họ Cao. Thế thì đấy là chúng ta rất vinh dự, và ban liên lạc chúng tôi có dự kiến sẽ chọn cái nơi đó làm lễ dâng hương vào mùng 1 tháng 4 năm nay, và cũng là ngày mà chi họ Cao ở Đồng Thái sẽ tổ chức là dâng hương cho thánh tổ tại chi Đồng Thái, và thông báo sơ bộ như thế để bà con biết tinh thần nếu như ban liên lạc họ Cao thành phố Hải Phòng tổ chức dâng hương cho cụ Cao Lỗ tại đấy, kết hợp với nhà thờ mới khánh thành của liên chi họ Cao, chi họ Cao Đồng Thái, thì chúng tôi sẽ có cái thông tin mới gửi đến bà con và mời bà con sẽ đến tham gia lễ dâng hương một cách trang trọng, và chúng ta sẽ tổ chức rất là tốt đẹp như là các cái buổi dâng hương khác mà chúng ta đã tổ chức. Và năm nay thì có sức mạnh của liên chi họ Cao nội thành nữa, tôi hy vọng rằng cái buổi dâng hương đó sẽ được là tổ chức rực rỡ hơn, hoành tráng hơn và đầy ý nghĩa hơn. Một lần nữa cho phép tôi thay mặt ban liên lạc họ Cao thành phố Hải Phòng chúc bác Cao Tiên Thúc là người cao tuổi trong buổi hôm nay, và cùng các bác ở các chi họ Cao như ở Đại Hà, Kiến Thụy, và các bác ở chi Công Hiền, Vĩnh Bảo, cùng với đây toàn thể bà con trong ba quận Vĩnh Thành họ Cao cũng như là đội tuyển họ Cao một sức khỏe dồi dào, một cái thành công mới để đóng góp cho cái thành tích của ban liên lạc họ Cao xây dựng họ Cao ta ngày càng tốt đẹp. Xin cảm ơn. Hỏi họ các chi họ Cao Hoa Thành và liên chi họ Cao Nội Thành, sau gần 2 tiếng đồng hồ làm việc nhiệt tình và khoa học như vậy, hôm nay lễ ra mắt của ban liên lạc liên chi họ Cao Nội Thành Hải Phòng và triển khai kế hoạch hoạt động của liên chi trong cái nhiệm kỳ tới đã thành công tốt đẹp. Tôi xin phép thay mặt cho các anh chị em vừa được bầu làm thường trực của liên chi họ Cao Nội Thành, trước hết xin chân thành cảm ơn các vị đại biểu đã bớt chút thời gian về dự, và xin chân thành cảm ơn sự phát biểu vừa chỉ đạo và vừa tâm sự của các đồng chí, của các vị lãnh đạo trong ban liên lạc họ Cao thành phố Hải Phòng, ông Cao Tiến Thú và ông Cao Văn Sáu. Xin chân thành cảm ơn và xin được tiếp thu ý kiến của các vị để tiếp tục tổ chức cho liên chi ta hoạt động ngày càng tốt hơn. Và một lần nữa tôi xin chân thành kính chúc sức khỏe các vị đại biểu và toàn thể hội viên mạnh khỏe, và mong rằng chúng ta sẽ gặp nhau trong kỳ họp tới. Xin chân thành cảm ơn. Người ta sinh trưởng bởi đâu, gốc là tiên tổ ơn sâu rõ ra.
huế hòe thịnh vượng thọ vương. Hôm nay nhân tiết ngày lành, cháu con yến lễ tâm thành dâng lên, con dâng lên bái nguyện tổ tiên. Họ gian lao nhớ cô bách tiểu quý.